Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm chuyên bán hàng, quản lý cho cái mô hình điện nước hay là vật liệu xây dựng. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái ưu điểm của phần mềm, đó là cái việc là bán hàng. Thứ hai là bản báo giá của khách hàng mới để lưu bản báo giá. Thứ hai là đơn đặt hàng, là những khách hàng cũ đã mua hàng rồi mình sẽ thể đặt hàng. Đó, đặt hàng rồi mình sẽ giao hàng. Đó là những cái, và cái thứ ba là cái điều chỉnh cái mức giá, mức giá cho nó nhanh theo từng nhóm hàng. Đó, thì bây giờ đây hàng hóa này, danh sách hàng hóa đó mình đã cài sẵn đây, cài sẵn những cái sản phẩm về điện nước như là bóng đèn này, dây điện và ống nhựa. Như vậy thì trong này nó có nhiều mức giá này, thấy không, tên này, đơn vị tính và giá vốn. Giá vốn là cái giá đầu vào mình mua vào, giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá VIP. Thì mỗi cái mức giá này nó sẽ trên lệch khác nhau giá, nghĩa là mình sẽ bán những khách hàng vãng lai. Còn giá sỉ là những cái đại lý là mình bỏ hàng cho người ta mua bán lại, hoặc là giá VIP là mình giá cho công trình làm lâu dài, người ta công trình thế nào bỏ giá. Cái giá này mình sẽ tăng lên hạ xuống là tùy mình. Rồi tiếp theo là cái số lượng tồn kho. Đó, như vậy một cái trang danh sách mặt hàng là sẽ đầy đủ như là tên, đơn vị tính, giá vốn, giá lẻ, giá sỉ, giá VIP, vân vân, rồi đầy đủ là như thế này. Thường thường những công trình giá VIP là người ta sẽ bán cái giá cao nhất, tại vì cái giá này, cái giá nó sẽ công trình mà người ta hết công trình thì người ta phải thanh toán tiền, cho nên là ở đây mình để cái giá như vậy thôi. Thì khi mà khách hàng mua vào thì chọn cái giá này cho công trình, chọn cái nào cho đại lý thì tùy khách hàng. Rồi thì đầu tiên mình sẽ nói sơ qua cách bán hàng. Cách bán hàng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như bán hàng thì ví dụ như mình bán một cái bóng đèn nào đó thì mình gõ chữ đèn là nó sẽ lên đèn thôi, nghĩa là mình gõ cái tên gần đúng. Đây nó có nhiều thì mình gõ bóng đèn, đèn thì nó lên đèn, thì có bao nhiêu bóng đèn nó lên hết cho mình. Đó, thì lúc này mình di chuyển cái mũi tên xuống, đúng không? Đây, mũi tên xuống thì nó sẽ hiện cái ô màu vàng này. Đó, là mình chọn cái sản phẩm nào. Đó, thì khi mình di chuyển á, thì nó sẽ hiện ở đây là các bạn thấy không, là đó đều là đơn vị tính, giá bán, giá bán là giá lẻ ha, và số lượng cầu và giá vốn. Trường hợp nếu mình chọn giá thì nó hiện này, giá sỉ này, đó, nó hiện khác nhau, giá VIP. Đó, thì cái khung giá này nó thay đổi theo cái mức giá này là 70 này, 65 này, 60. Đó, thì nó thay đổi hai mức giá, hai sản phẩm, đúng không? Những sản phẩm nào nó thuộc trong cái ô này thì nó thay đổi giá theo cái mức giá này. Rồi trường hợp nếu mình bán cái giá sỉ, đó, thì nói giá sỉ mình chọn sản phẩm thứ hai đây là bóng đèn âm trần T10, enter. Khi mình enter thì nó nhảy cái cột số lượng, mình gãi như 5 cái đi rồi mình enter luôn, mình bán. Tương tự như vậy mình bán tiếp dây điện, dây điện nó có hai loại, dây điện 2.0 và 1.5, thì cũng tương tự như sản phẩm kia thôi. Đó như vậy. Rồi di chuyển xuống 2.5, enter, mình bán hai cuộn đi, rồi mình enter. Rồi enter. Thì trường hợp nếu như mình bán khách hàng lẻ, bán lai thì mình sẽ thanh toán luôn lúc này, đồng ý. Còn trường hợp nếu như mình bán mà mình có lưu khách hàng thì mình chọn khách hàng qua đây. Đó, đầu tiên nếu khách hàng mới hoàn toàn thì mình gõ ở đây số điện thoại 0909, nếu 090 774 123. Đó, gọi như vậy, enter, mình gõ tên anh Thành. Rồi anh Thành, rồi địa chỉ ở đâu đó như là Quảng Ngãi. Rồi enter, mình bán hàng rồi mình thanh toán lúc này. Thì trong cái ô này nếu trường hợp mà số lượng này và chiếc khấu này và giá, nếu mình muốn thay đổi thì mình chọn đây thôi, mình sẽ gõ cái giá mới, còn không mình quay lại. Tương tự như vậy, như số lượng 2 thì muốn thêm 3 thì mình bỏ số 3 thì nó đồng ý, nó là 3 này. Đó, còn cái giá này mình muốn thay đổi cũng được, mình sẽ nhập cái giá khác. Thì khi mình nhập giá thì mình bán cái giá 80 đi, thì 80. Trường hợp nếu mình chỉ bán trong trường hợp anh Thành này không thì mình sẽ đồng ý là bán 80. Còn nếu mình bấm lưu thay đổi thì khi mình bấm lưu thay đổi thì cái giá 80 này nó sẽ thay đổi giá 75 này, nó sẽ lưu luôn trong bộ nhớ của sản phẩm này. Các bạn thấy không, như mình đồng ý là đồng ý luôn, mình đồng ý thì chỉ bắt anh Thành này thôi thì nó không lưu, rồi mình đồng ý thanh toán. Trường hợp này nó sẽ hiện của ông này. Nếu trường hợp là 1.870.000, thấy không, trường hợp anh này anh chưa có nợ cũ và khách hàng này là thanh toán là 1.870.000, nếu như mình đồng ý thanh toán thì anh sẽ nợ 1.870.000. Còn trường hợp nếu như đã tiền mặt thì mình gõ vào đây, mình gõ vào đây là 1.870 là trả đủ thì mình đồng ý thì nó không nợ. Còn trường hợp tiếp theo, trường hợp nếu như anh này anh có nợ cũ, đúng không, anh có cái nợ cũ nhưng mà mình biết làm sao là đầu kỳ với nợ cũ mình chưa nhập ra được thì mình sẽ quay lại, mình click vào đây click nợ cũ thì mình sẽ nhập cái nợ cũ. Với anh nợ cũ là 2 triệu, mình gõ 2 triệu. Còn là đầu kỳ á mình đồng lưu thì nó vô đây nợ cũ này, khi mình thanh toán đó thì nó hiện ra là nợ cũ này. Cái đơn hàng này là sẽ 1.870.000 và nợ cũ là 2 triệu đồng, và tổng số tiền thanh toán là 3.870.000 đồng. Trường hợp này nếu như anh Thành này anh trả luôn, anh trả đủ luôn cái nợ cũ luôn, anh vừa trả số tiền là 1.870.000 và trả luôn cái nợ cũ này thì bấm trả đủ rồi mình thấy đồng ý. Còn trường hợp nếu anh không trả nợ cũ mà anh trả số tiền là 1.870 thì thế này thì nó còn nợ lại 2 triệu. Như vậy còn thấy không, nó còn 2 triệu. Còn nếu trả đủ thì bấm trả đủ rồi mình đồng ý. In hóa đơn hay không in thì mình đóng in được, mà không in được thì mình in hóa đơn đi. Đây, còn thấy không, thì số tiền là đây, và đây nó trả lại cái nợ số tiền 2 triệu đồng nữa là như này. Như vậy rồi, đó là cái cách bán hàng cho một sản phẩm, một khách hàng bán hàng đồ trường hợp. Rồi đó là mình bán hàng cho một khách hàng đơn giản là bán nợ hay không nợ là mình bán, đây là số tiền bạc này. Rồi trường hợp tiếp theo, bây giờ mình sẽ nói về cách bán hàng đó, rồi về nói cách điều chỉnh giá. Trường hợp nếu như một cửa hàng điện nước của mình thì nó có nhiều sản phẩm và nó nhiều nhóm hàng như nhóm bóng đèn này, nhóm dây điện này và nhóm ống nhựa, thì mỗi nhóm hàng thì nó có hàng trăm sản phẩm. Đó. Một khi một hay nhiều cái nhóm hàng đó nó tăng giá lên thì mình điều chỉnh giá như thế nào? Trường hợp là mình sẽ điều chỉnh từng sản phẩm thì nó rất lâu. Còn trường hợp này mình giới thiệu cách điều chỉnh giá. Mình vào hàng hóa này, mình vào điều chỉnh giá theo nhóm hàng. Đây thì đây nó theo nhóm là nhóm bóng đèn này, nhóm dây điện này, nhóm ống nhựa. Còn thấy không? Rồi bây giờ mình muốn điều chỉnh hôm nay là cái giá của bóng đèn lấy giá thì mình điều chỉnh như thế nào? Trường hợp nếu mình điều chỉnh giá lẻ, giá sỉ và giá VIP 3 giá. Nếu trường hợp mình điều chỉnh với một giá sỉ, giá lẻ thì mình bấm điều chỉnh giá lẻ. Như mẫu sản phẩm này, hôm nay sản phẩm bóng đèn tăng lên 500 đồng một bóng thì mình sẽ gõ ở đây 500 đồng. Đó. Mình điều chỉnh 3 giá thì mình vô đây 3 giá luôn. Mỗi sản phẩm, mỗi giá này là nó sẽ tăng lên là 500 đồng thì mình chọn là bấm luôn, là chọn hết 2 sản phẩm này. Còn nếu như sản phẩm nào không thích thì mình không tăng giá thì mình bỏ đi, không tăng giá thì gõ vào. Rồi mình điều chỉnh 3 mức giá là giá lẻ, giá sỉ và giá VIP. Đây bạn thấy là 70.000 này, 65.000, 60.000. Rồi thì mình chọn 3 mức giá này tích vào và mình gõ số tiền cần chỉnh là 500 đồng. Rồi mình sẽ bấm lưu thay đổi, rồi thay đổi giá thành công, mình ok. Đó thì tất cả cái sản phẩm của bóng đèn này sẽ tăng lên 500 đồng. Đó, rất nhanh cho mình chứ không phải cần thiết là mình phải gõ, mình sẽ điều chỉnh từng mức giá, từng sản phẩm. Rồi tiếp mình điều chỉnh cái giá của dây điện, dây điện này, rồi mình chọn tích hết. Rồi dây điện này mình cũng điều chỉnh 3 mức giá luôn, giá lẻ, giá sỉ, giá VIP. Còn trường hợp nếu mình muốn điều chỉnh giá sỉ, giá VIP không thì mình bỏ vô tích 2 giá này, giá sỉ và giá lẻ đi. Rồi mình điều chỉnh sản phẩm này tăng lên 1.000 đồng một sản phẩm, 1.000 đồng. Rồi mình cũng bấm lưu thay đổi, các bạn thấy không? 450.000, 440.000, 430.000 mình lưu này, thay đổi này sẽ tăng lên 1.000 đồng. Đó lại sang 451.000, 441.000 là 431.000. Rất là đơn giản và nhanh. Đó là cái cách điều chỉnh giá cho sản phẩm theo từng nhóm hàng hoặc là từng món hàng trong nhóm đó. Mình bỏ tích đi là được, còn mình tích thì nó thay đổi hết. Rất là nhanh, rất là tiện cho cửa hàng cho mình. Cho nên một cửa hàng mình đã hàng ngàn sản phẩm, hàng trăm nhóm, mong lẽ mình sẽ thay đổi từng sản phẩm, mà không phải là mình xuất Excel, xuất Excel rồi mình cứ thay đổi giá hàng loạt được. Còn đây phần mềm của mình là mình sẽ thay đổi trực tiếp giá trên phần mềm hàng loạt theo từng nhóm, không cần phải mình phải làm xuất Excel, rất tiện mình. Ở trường hợp như này mình chọn ống nhựa đi, như này mình không thay đổi cái giá của giá sỉ, giá lẻ, mà mình thay đổi giá VIP. VIP này rồi mình muốn theo VIP này sẽ tăng lên 2.000 đồng, 2.000 đồng, gõ 2.000 đồng rồi mình tích check. Hay cái này mình bấm thay đổi giá thì 130 là giá lẻ này, 125 là giá sỉ này, và 120 là giá VIP nên mình thay đổi này, nó tăng lên 2.000 này, mình bấm thay đổi đồng ý. Sẽ tăng lên 2.000 là 122.000 và 127.000, còn cái giá lẻ và giá sỉ nó sẽ giữ nguyên lại. Đó là cái cách ưu điểm của phần mềm là như vậy. Còn trường hợp cái này nữa thì có 3 cái này là giá bán bằng số tiền nhân quy đổi, giá bán bằng giá nhập nhân với số phần trăm, hoặc là thay đổi theo phần trăm. Thì mình tích vô mình muốn thay đổi cái gì thì mình gõ vào, nó tự thay đổi hàng loạt, không cần phải là mình sẽ gõ từng sản phẩm. Đó là cách thay đổi giá. Rồi đó là cái ưu điểm thứ nhất. Rồi mình sẽ nói cái điểm thứ hai nữa là cái bảng báo giá. Bảng báo giá rồi mình sẽ vô hàng hóa này, mình cũng vô bảng báo giá này. Thì bảng báo giá mình sẽ nói có hai cách bảng báo giá. Rồi bây giờ mình báo giá này, bây giờ mình muốn báo giá tất cả sản phẩm này, khi mình click vào thì nó hiện tất cả sản phẩm lên đó. Còn nếu như mình muốn tích thì mình chọn tích hết là mình báo giá tất cả sản phẩm của mình lên. Còn trường hợp mình không báo giá cái nào thì mình bỏ tích đi, là đơn giản rồi, đúng không? Bỏ tích. Rồi bây giờ như vậy thì nó nhiều quá đi, nhiều sản phẩm nhiều quá thì mình sẽ lọc theo từng nhóm mình báo giá cho khách hàng. Ví dụ như mình chọn nhóm, theo nhóm đây tôi chọn nhóm bóng đèn, bóng đèn thì nó hiện lên là 2 sản phẩm. Rồi bây giờ mình báo sản phẩm này, mình báo chọn tích hết, rồi mình báo giá là báo giá, bỏ giá lẻ, báo giá VIP, giá VIP này. Rồi mình phải thêm báo giá một cái, rồi mình biết mình đang 2 giá này, mình sẽ báo cái giá bóng đèn này, ok. Đây là tiếp là báo giá dây điện, mình cũng chọn cái chết, nhưng mà mình không báo cái khách hàng không hỏa cái giá là 2.5 mà 2.0 thì bỏ một cái đi, rồi đúng không? Giao VIP luôn, mình cũng thêm báo giá. Đây là 3 sản phẩm này, 1 sản phẩm, 2 sản phẩm, 3 sản phẩm. Rồi tiếp mình chọn ống nhựa. Đây sản phẩm ống nhựa là người ta hỏi là 2 loại luôn, là nhựa 27 và 34, mình chọn tích hết. Rồi mình cũng thêm vào sản phẩm. Rồi trường hợp này lúc này mình sẽ gõ khách hàng vào đây. Ở bên đây là ngày 4, ngày 3, ngày 5 chứ, ngày 5 tháng 3 2024. Rồi khách hàng tên gì đó, khách hàng anh như trường hợp này anh Thành. Rồi trường hợp này nếu mà mình đã thêm báo giá xong mình xuất Excel, một là mình sẽ in, hoặc là mình in đây, xuất Excel này thì mình nãy mình chiết khấu ở đây, mình sẽ gõ chiết khấu ở đây thì nó sẽ tự động chiết khấu ở đây, là nó sẽ khấu phần trăm, còn không thì nó không. Trường hợp thứ hai là mình không xuất Excel, mình in ra đây, mình in ra sẽ in ra là Word đây, rồi mình in ra mình cũng gửi cho khách hàng, hoặc là mình sẽ in ra mình đóng dấu, mình sẽ gửi qua bưu điện. Vậy là mình in ra mình đóng dấu xong mình sẽ chụp Zalo, mình gửi Zalo và gửi qua mail, rất là tiện cho mình. Thì đây là các bảng báo giá in trên phần mềm, lấy sản phẩm trên phần mềm và tùy mức giá nào mình in mình gửi luôn. Đó là cách thứ nhất. Thứ nhất là mình xuất Excel, mình in ra, hoặc là xuất Excel rồi mình gửi qua mail hay Zalo, hoặc là mình in ra rồi mình đóng dấu, mình chụp mình gửi, rất là tiện. Đó là cách hai cách. Còn cách thứ ba nữa là mình sẽ lưu bảng báo giá cho khách hàng. Đây mình sẽ chọn khách hàng trong này, chọn anh Thành đây, rồi mình sẽ lưu bảng báo giá, nha, lưu sang Z này. Sau khi lưu bạn sẽ không được thay đổi, mình lưu xong đó, mình lưu cái mẫu giá luôn. Xong thì nếu như anh Thành này ảnh báo giá xong, ảnh qua là ảnh đặt hàng, anh mua luôn, thì lúc đó mình sẽ vô đây, vô hóa đơn này, đơn hàng đây, hồi nãy mình lưu này, mình lưu thì nó sẽ nhảy vào đây, Thì mình tất cả khách hàng nào mình gửi báo giá mình in ra mình gửi, rồi mình xuất cái xe mình gửi thì nó không lưu trong này. Trường hợp nếu như mình lưu luôn, trường hợp hai cách, một là khách hàng mới mình sẽ lưu luôn đây để khách hàng mua là mình chỉ việc mình xuất ra mình bán, không cần phải nhập lại. Cách thứ hai, khách hàng mà đặt hàng mình cũng vô mình báo giá xong mình sẽ lưu đặt hàng luôn, thì lúc này khi khách hàng điện thoại tới đồng ý giá đó mua hàng thì mình sẽ hoàn thành đơn đây ra đây. Rồi lúc này mình chỉ cần nhập số lượng thôi đó, nhập số lượng, nhập số lượng đây, nhập số lượng đây 10 cuộn đi đây, nhập số lượng list yêu cầu số lượng, mình nhập số lượng mà theo yêu cầu khách đây đây đó, mình nhập số lượng theo yêu cầu khách đó. Nếu chiếc khấu mình chiếc khấu ở đây, nếu có chiếc khấu mình ở đây đó, những sản phẩm là mua nhiều mình chiếc khấu như vậy, nhìn chiếc khấu này 2% đây, 2% đó chiếc khấu. Rồi mình lúc đó mình sẽ thanh toán, lúc này thanh toán mình xem trước thì mình xem trước đây, nó sẽ là số hóa đơn này, hóa đơn khách hàng này, khách hàng này đã mua một lần rồi, và số hóa đơn là số hóa đơn thứ hai, số hóa đơn này là số 2 là số hóa đơn trong ngày là mình bán được 2 hóa đơn, còn hóa đơn khách hàng là anh khách hàng là anh đã mua một lần rồi, là cái hóa đơn khách hàng này á là mình đã biết được khi mình in ra mình biết là ông khách này này ông đã mua mình lần thứ mấy, thì hiện tại này ông đã mua lần thứ nhất rồi này, hóa đơn này là lần thứ hai đã mua một lần rồi này, còn hóa đơn này là hóa đơn thứ 2 trong ngày. Rồi nhân viên bán hàng, khách hàng, điện thoại, địa chỉ, ghi chú báo giá đây, mình sẽ thanh toán luôn nó này đó, rất là nhanh và rõ ràng. Rồi mình in view trước xong mình thanh toán. Trường hợp này nếu trường hợp khách nợ thì mình bấm vào đây là hóa đơn thế này đầy đủ tên và công nợ rõ ràng đó. Đặc biệt là như vậy. Còn trường hợp đặc biệt thứ hai là công nợ, trường hợp khách hàng đó nợ như thế nào, bao nhiêu mình gõ khách hàng vô, hiện tên nó thành vô đó mình gõ lên, nó hiện lên này, nợ cũ này 7.066.900 đồng. Trường hợp nếu anh này anh trả nợ thì rất tiện cho mình là ngoài ra nó có thu nợ luôn này, mình bấm vô thu nợ luôn, nó là nhanh như vậy, thu nợ đó. Trường hợp mà anh Thành này anh không trả đủ mà anh trả 5 triệu, gõ 5 triệu ở đây đó, nó còn nợ lại là 2.066.900 đồng, mình bấm lưu in hay là không in, lưu không in. Rồi đó là mình sẽ nói về cái bán hàng này, điều chỉnh giá này, báo giá này, đặt hàng này, công nợ, đúng không? Thu nợ luôn. Ok, đã rất nhanh cho mình, rất là tất cả mình làm việc ở ngoài giao diện bán hàng hết, không cần phải vào trong. Rồi bây giờ này cái đối chiếu công nợ thì như thế nào, thì mình sẽ vô công nợ. Lúc này anh hỏi, anh điện tới anh hỏi mình muốn đối chiếu công nợ, vô đây công nợ về công nợ khách hàng, đúng không? Mình đây mã là số điện thoại anh Thành và số tiền là nợ đầu kỳ là 2 triệu, nợ mới là 7.600.000, đã thu là 7 triệu, còn nợ bao nhiêu. Rồi mình vô đây, mình vô mình chọn chi tiết, click vô luôn. Mình click vô luôn thì nó hiện lên tất cả sản phẩm Thành mua trong đó. Rồi mình xem phiếu đây, còn thấy không đó, bản đối chiếu công nợ, nợ đầu kỳ là bao nhiêu, là 2 triệu này, nó có nợ đầu kỳ là 2 triệu này đó. Rồi hóa đơn bán ngày nào, ngày 5 tháng 3 2024. Đây là mình bán một hóa đơn nha, cho nên mình nếu mình bán nhiều hóa đơn trong ngày trong tháng thì nó hiện lên nhiều hóa đơn, hóa đơn nào, sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu, nó cắt ra từng đoạn rất nhiều đó. Đây này, bây giờ mình bán thêm một hóa đơn nữa đi, mình bán thêm một hóa đơn nữa đi cho các bạn xem đây, bán 3 cái đi. Rồi dây 5, nhựa 4. Rồi mình sẽ công nợ tiếp đi. Rồi công nợ luôn. Rồi không in, mình in đang in view thì mình thanh bỏ đi, không cần thiết. Rồi mình sẽ vô công nợ. Rồi công nợ khách hàng. Rồi list double. Đây, tất cả nó dồn về. Đây, tất cả hóa đơn mình muốn xem phiếu. Sẽ liệt kê ra cái ngày đó, hóa đơn ngày hôm đó là những cái nào nó liệt kê ra, ngày nào liệt kê ra hết. Rồi thanh toán thu nợ khách hàng này, hóa đơn này là 2 triệu rồi này, ngày 5 tháng 3 này, thanh toán khu nợ này là 5 triệu này, tổng số tiền là 9.849.300 đồng và đã trả là 7 triệu đồng, là mình thu trước là 2 triệu, sau trả 2 triệu nữa là 7 triệu, và còn nợ lại 4.848.300 đồng. Rất rõ ràng, còn thấy không, rất là rõ đó. Bản đối chiếu công nợ, rồi đó là một chuyến nợ. Giờ muốn xem cái phần là lịch sử thì mình xem lịch sử đây, lịch sử nó có hết đó. Nợ đầu kỳ này, nợ còn lại 2 triệu này, 15 giờ ngày 5 tháng 3 trả 2 triệu, còn nợ là hết. Ngày 15 giờ 19 5 tháng 3 trả thu 5 triệu. Đó. Rồi tiếp tục bán 7 triệu, còn nợ lại 2 triệu 6 và còn nợ lại là số tiền là 4.848.000. Muốn chi tiết thì mình gửi chi tiết mình xem. Đó, rất rõ ràng. Đó, từng hóa đơn. Nó chi tiết từng hóa đơn, mình xem luôn hóa đơn nào. Đó, rất rõ ràng. Rồi mình xem cái báo cáo bán hàng, thì trong báo cáo bán hàng này á, nó sẽ có luôn khách hàng này, chi tiết khách hàng, lý do của anh Thành này, lý do của luôn đó, nhiều khách hàng thì bung ra ha, còn đây mình bán một khách hàng đó thì nó rõ ràng luôn này. Hóa đơn thứ nhất, anh mua 2 sản phẩm này, thấy không, là tổng số tiền là 1.870.000 là anh trả không nợ, thấy không, nó không nợ, không có chế nợ này, là tiền mặt này. Tiếp theo đây, hóa đơn thứ hai là 7.066.000 là nợ này, chứ có chữ nợ là nợ này ha. Đó. Hóa đơn thứ ba là 2.780.000 là cũng nợ luôn, là chữ nợ này. Đó, ngày hôm đó anh mua 3 hóa đơn, thanh toán 1 hóa đơn và 2 hóa đơn nợ. Rất rõ ràng, mình xuất Excel, xuất Excel. Đây, Excel đây. Đây. À, rất rõ ràng. Tổng số tiền là 11.718.300 đồng. Đó, nó sẽ liệt kê được từng hóa đơn công tổng cộng này, tổng cộng 3 hóa đơn được cộng lại. In ra thôi, in cái hóa đơn này ra là anh biết là anh giờ nào, ngày nào anh mua những cái phẩm nào, hóa đơn nào sản phẩm nào và hóa đơn nào trả tiền, hóa đơn nào còn nợ. Đó, rất rõ ràng. Đó là xuất Excel. Trường hợp muốn in thì in đây, in luôn. Đây, in ra đây cũng được. Anh cũng được mà xuất Excel cũng được, chi tiết mặt hàng đó, đã in ra rồi. Đó là cái báo cáo chi tiết khách hàng. Còn báo cáo theo doanh thu hóa đơn thì mình đây, đơn này anh Thành hết 3 hóa đơn này, tiền mặt này, nợ này. Đó. Hóa đơn là tiền mặt này, để biết tiền mặt, hóa đơn là nợ rồi mình muốn xem tiền mặt trong này, 1 hóa đơn tiền mặt trả liền, còn nợ hôm nay là thu tiền mặt là 1.870.000, nợ là 9.848.300 đồng, tổng cộng là 11.718.300 đồng, và chuyển khoản thì không có. Trường hợp nếu chuyển khoản thì nó sẽ là một chuyển khoản. Đó. Cái này là biết làm gì không, cái này là khi mà cuối ngày khách hàng xem báo cáo thì hôm nay mình biết được là hôm nay mà khách hàng đưa tiền mặt trực tiếp là bao nhiêu tiền, khách hàng chuyển khoản là bao nhiêu tiền và khách hàng nợ là bao nhiêu tiền. Đó, rất rõ ràng. Thì nó chuyển khoản thì mình khi mình chuyển khoản thì mình bán khách hàng đây, mình bán này, đây mình bán này, bán này, tiếp tục mình bán rồi thanh toán. Trường hợp nếu mà chuyển khoản thì mình chuyển khoản này 2.786.000, 2.786.500 đồng, chuyển khoản đúng không, mình đồng ý không in đi, thì lúc này mình vô báo cáo này, báo cáo bán hàng tiền mặt. Thì mình cuối ngày mình sẽ biết được hôm nay này có khách hàng mình xem trong cái két đựng tiền này, có 1.870.000 này, xem trong điện thoại này có chuyển khoản được này 2.786.000 đồng này, tiền nợ này 9.848.300 đồng. Thì trong cái phần mềm nó hiện luôn này là tổng tiền chuyển khoản và tiền mặt là 4.656.000 đồng và nợ là 9.848.300 đồng. Rất là tiện như vậy. Tất cả các giao diện bán hàng đã hiện hết cho mình là tiền mặt tôi bao nhiêu và tiền nợ bao nhiêu, có thể là thu nợ ở ngoài giao diện bán hàng luôn. Rất là tiện như vậy. Xin chào các bạn, thì mình giới thiệu sơ qua các tiện ích của phần mềm bán hàng cho về lịch sử dựng hay là điện nước vân vân. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình sẽ có video tiếp theo về cái phần mềm bán hàng để tiện ích và quản lý chặt chẽ cho các bạn. Xin chào các bạn.